Câu chuyện xoay quanh một nam sinh bình thường có biệt danh là Roro. Ngoài cái biệt danh đó ra thì cậu chẳng có gì nổi bật cả. Một cô gái xuất hiện từ phía sau có biệt danh là Himawari. Trong lớp còn có một thằng bạn thân có biệt danh là Sun. Mặc dù tính cách có trái ngược nhau nhưng vẫn chơi thân từ năm cấp 2. Đúng lúc này hội trường hội học sinh đi vào. Cô ấy tên là Akino nhưng có biệt danh là Cosmos. Lâu lâu cô muốn tới lớp để thăm thư ký của mình thôi. Sau khi Rozo hoàn thành công việc thì Cosmos có chuyện muốn nói. Ngày mai nếu như cậu rảnh thì cô muốn cả hai đi đâu đó chơi với nhau. Sau khi về nhà, Rozo cũng nhận được tin nhắn từ Himawari. Cô cũng rủ đi chơi vào ngày mai nên cậu đành hẹn vào chủ nhật. Hôm nay Rozo đến điểm hẹn sớm và ngạc nhiên khi thấy Cosmos trong bộ đồ thường ngày. Thật ra Cosmos mời Rozo đi chơi là có một chuyện cần nói. Đầu tiên cứ ngồi bên cạnh để cho dễ nói chuyện. Có một người mà cô ấy thích và mỗi khi nhớ tới người đó là trái tim lại đập nhanh. Và người mà Cosmos thích chính là bạn thân của cậu. Mọi chuyện bắt đầu từ giải bóng chày ao làng năm ngoái. Sun là trụ cột trong nhóm nên chắc chắn cậu ta buồn nhất nhưng vẫn động viên cho đồng đội của mình. Sau trận đấu, Cosmos hơi tò mò nên đã đi vào phòng chờ từ cửa phía đông. Sun lúc đó đang khóc và đập đầu mình vào tường. Từ khoảnh khắc đó, Cosmos đã đổ cậu ta. Biết là hơi khó khăn nhưng Cosmos lại muốn Rozo làm mai cô với thằng bạn thân của cậu. Nhìn Cosmos nghiêm túc như vậy làm Rozo không nỡ từ chối. Hôm nay là chủ nhật nên Rozo đi hẹn với Himawari. Thấy cậu có vẻ hơi buồn nên Himawari liền ôm chặt lấy từ phía sau. Roro bắt đầu vui trở lại và tận hưởng buổi hẹn hò cùng cô bạn thuở nhỏ. Thật ra Himawari có một chuyện cần nói với cậu. Đầu tiên cứ ngồi bên cạnh cho dễ nói chuyện. Thật ra có một người mà cô ấy thích và mỗi khi nghĩ đến là trái tim lại đập mạnh. Và người mà Himawari thích chính là thằng bạn thân của cậu. Mọi chuyện bắt đầu từ giải bóng chày ao làng năm ngoái. Sun là trụ cột trong đội nên chắc chắn buồn nhất nhưng vẫn động viên đồng đội. Do tò mò nên Himawari đã đến phòng chờ từ cửa phía tây. Lúc đó Sun đang khóc và đập đầu mình vào tường. Kể từ lúc đó Himawari đã đổ thằng bạn thân của cậu. Vì Rozo là bạn thân của Sun từ hồi cấp 2 nên Himawari muốn cậu giới thiệu cô ấy với thằng bạn thân. Nhìn thấy Himawari năn nỉ như vậy làm cho cậu không nỡ từ chối. Rozo không ngờ suốt thời gian qua đã có ném thính mà lại toàn dính thằng bạn thân. Kể từ ngày mai cậu sẽ phục thù bọn họ bằng bản chất thật của mình. Cơ mà khoan đã, nếu có tận hai người thì vẫn còn phở để húp. Chỉ cần nhiệt tình giúp hai người bọn họ rồi sau đó tán đứa không được chọn thôi. Hôm nay là một ngày mới nhưng bầu trời có vẻ u ám. Đây là bạn thở nhỏ của Rozo có biệt danh là Himawari, người đùa giỡn với cậu từ lúc nhỏ và lợi dụng để ép cậu làm nhân vật phụ cho nó một con phò chính hiệu. Sau khi kể lại chuyện mình cũng giúp cho Cosmos thì không ngờ bọn họ đã biết rõ về nhau rồi. Himawari liền ôm lấy cậu khi biết hôm nay được giúp đỡ. Cơ mà ôm mà không thích có khác gì khinh nhau. Sau khi đến lớp, Rozo sẽ tạo ra tình huống để thằng bạn và Himawari bắt chuyện với nhau. Nhỏ này ăn hại quá nên cậu đành tùy cơ ứng biến để chạy ra khỏi đó. Đây là hội trưởng của Rozo có biệt danh là Cosmos. Người dùng cơ thể gợi cảm của mình để hủy hoại tâm hồn trong trắng của cậu, một con mụ xảo quyệt. Cosmos liền nắm lấy tay khi biết cậu đã lên kế hoạch. Cơ mà không thích nhau thì nắm tay làm cái gì hả? Rozo liền tạo tình huống để thằng bạn và Cosmos làm quen với nhau. Con mụ này cũng ăn hại nuốt nên cậu đành tùy cơ ứng biến. Kể từ ngày hôm đó bọn họ cứ tìm cậu sau giờ tan học. Chỉ có thư viện là thư giãn được nhưng trừ một thứ. Một cô gái có biệt danh là Banshee lúc nào cũng nói lời cay độc với cậu. Vì một lý do nào đó mà Banshee lại biết chuyện Rozo đang giúp đỡ hai người kia trong chuyện tình cảm. Cô có thể biết rõ như vậy vì bản thân đã luôn rình cậu từ trong bóng tối. Đúng lúc này Rozo bị sốc khi thấy chiếc ghế thần thánh ở trước mặt. Đầu tiên cứ ngồi bên cạnh để dễ nói chuyện. Thật ra có một người mà cô thích và nghĩ khi tới người đó thì tim lại đập nhanh. Lần này không phải là bạn thân nữa mà chính là cậu. Ngoài ra Banshee không thích kiểu nói chuyện lúc này mà là bộ mặt thật của cậu. Cô có chuyện muốn nhờ là kể từ giờ cứ đến trước cậu phải ở đây nói chuyện với mình. Rozo không ngờ bản đã cố tán đổ hai đứa kia nhưng chỉ có đứa mình ghét lại thích mình. Tập 2. Như đã hứa thì sau giờ tan học Rozo phải đến thư viện để gặp Banshee. Cậu phải đối xử tốt với cô nếu không bí mật sẽ bị lộ ra bên ngoài. Đầu tiên thì Banshee muốn biết cậu đã giúp hai người kia như thế nào. Lúc sáng Himawari có đưa hai tấm vé và nhờ cậu lên kế hoạch giúp đỡ. Sau khi tới lớp thì cậu đi lại bắt chuyện với thằng bạn và giả vờ đã xem rồi. Cậu định giới thiệu Himawari thì cô tự chạy đến luôn. Nhìn cái vẻ mặt ăn hại này thì cậu đành chém gió nữa rồi. Về phía Cosmos thì cô ấy muốn ăn trưa cùng với thằng bạn. Theo kịch bản thì Cosmos sẽ vô tình xuất hiện và rủ nó đi ăn với nhau. Tuy nhiên cách nói chuyện vô cùng có vấn đề nên cậu đành chém gió thêm một lần nữa. Tính cho đến giờ thì mọi chuyện vẫn thuận buồm xuôi gió. Banshee hy vọng Rozo xong sớm chuyện này để cả hai có thời gian dành riêng cho nhau. Khi nào xong chuyện này thì cậu sẽ đi gặp một cô gái xinh đẹp với bộ ngực khủng chứ không phải đứa ngồi bên cạnh. Banshee thắc mắc một chuyện, nếu như bạn thân của cậu thích một cô gái khác thì sẽ như thế nào? Nếu như Banshee không nói thì cậu quên luôn chuyện này. Sau đó Rozo đã đến phòng thể chất để hỏi xem thằng bạn thân thích ai chưa. Sun liền dẫn Rozo ra ngoài để dễ nói chuyện. Cậu liền bất ngờ khi thấy chiếc ghế thần thánh đó nằm ngay dưới gốc cây.
mỗi lần nó xuất hiện là cuộc đời của cậu lại rơi xuống hố sâu của tuyệt vọng. Cậu cũng có thể lờ mờ đoán được người mà thằng bạn thích, thật ra có một người con gái mà cậu ta thích và mỗi khi gặp là trái tim lại đập nhanh. Người đó không ai khác chính là Banshee ở trong thư viện. Mọi chuyện bắt đầu từ giải bóng chảy ao làng năm ngoái. Trước mặt mọi người thì cậu ta kìm nén nhưng khi ở một mình thì không nhịn nổi nữa. Vì khá xấu hổ nên Sun đã vào phòng chờ để không ai nhìn thấy. Cơ mà có hai đứa ở phía đông và tây thấy luôn rồi đấy. Cậu ta đã đi về từ của phía nam và gặp được Banshee. Khi được cô ấy động viên thì Sun đã đổ luôn tại chỗ. Biết kèo này hơi khó vì đã kể ra nhưng Sun muốn cậu làm mai nó với Banshee. Vụ này cậu xin từ chối vì nếu hai người kia mà biết được thì cuộc đời chấm hết. Đột nhiên Sun nói ra một tình huống trong bóng chày và hỏi ý kiến của Jojo. Cậu không hiểu cho lắm nhưng vẫn khuyên cậu ta đừng từ bỏ mà phải dùng mọi thứ. Trưa hôm đó, Jojo hẹn Banshee ra ngoài để hỏi cảm xúc của cô dành cho thằng bạn thân. Người mà Banshee muốn ở bên cạnh nhất chính là cậu chứ không ai khác. Đúng lúc này, thằng bạn thân lại xuất hiện và nghi ngờ cậu đang tán tỉnh Banshee. Cô bảo rằng cả hai chỉ đang bàn chuyện hội học sinh và rời đi với vài câu mắng. Vài ngày tiếp theo, cậu đã không tới thư viện nhưng cậu đã dùng hầu hết thời gian để giúp Hima, Quazi và Cosmos. Hôm nay, Cosmos và thằng bạn đã đi về cùng nhau. Ngày mai, Hima, Quazi và nó sẽ đi xem phim. Đúng lúc này, Jojo nhận được tin nhắn từ Cosmos. Cô muốn hẹn cậu ra ngoài để nói chuyện với nhau. Sáng hôm sau, Jojo nhìn thấy Cosmos đang ngồi đợi với ánh mắt đầy sát khí. Thật ra, Sun đã nhờ Cosmos làm mai nó với Banshee. Với lại, cậu đã biết chuyện này mà không hề nói gì với cô ấy cả. Dù Jojo có giải thích thì Cosmos cũng không tin. Bởi vì cậu là người đưa lời khuyên cho Sun nên nó mới nhờ Cosmos làm mai đấy. Thế là cậu bị xem là một kẻ tàn nhẫn vô tâm. Đúng lúc này, cậu lại nhận được cuộc hẹn vào ngày mai từ Hima Quazi. Quả nhiên cô ấy cũng được thằng bạn thân nhờ làm mối với Banshee. Lần này cậu dùng lý do dễ nghe hơn để không bị như ngày hôm qua. Tuy nhiên có giải thích như thế nào Hima Quazi cũng không tin. Thế là cậu bị Hima Quazi xem là kẻ tàn nhẫn dối trá. Sáng hôm sau Jojo được Banshee gọi lên thư viện sau khi kết thúc tiết học. Kể từ khi cậu bước vào chỗ này thì mọi chuyện đã dần thú vị hơn nữa rồi. Đúng lúc này thằng bạn thân cùng với Cosmos và Hima Quazi đi vào nhìn thấy cậu ở riêng với Banshee. Tập 3. Cậu ngay lập tức giải thích với thằng bạn thân thì bị Cosmos và Hima Quazi chặn họng lại. Đã thế còn bị bọn họ đổ hết tội lỗi lên đầu. Không còn cách nào khác, Jojo chỉ còn cách dùng bộ mặt thật mắng cho hai người họ một trận. Thằng bạn giận thì không nói nhưng Cosmos và Hima Quazi vì sao phải giận. Cậu đã bỏ thời gian giúp đỡ thế rồi khi thất bại lại bị đổ hết tội lỗi lên đầu. Chắc hẳn lúc này hai người họ đang cảm thấy tội lỗi và chỉ cần giải thích với thằng bạn nữa thôi. Đột nhiên Banshee đi lại và hỏi lý do tại sao cậu lại làm mối cô ấy với thằng bạn thân. Đã vậy khi ở một mình cậu còn bảo ai mà bị Sun từ chối thì mình sẽ húp nữa cơ chứ. Bây giờ hết đường chạy đã vậy còn bị thằng bạn thân đánh cho một trận vì dám lừa dối con gái. Trước khi bị mang đi thì Banshee bảo cậu cứ tin vào cô ấy. Sau một tuần kể từ sự việc đó, Jojo đã đánh mất mọi thứ. Lúc đó cậu không để ý cho lắm nhưng trong thư viện có một đứa khác chứng kiến mọi chuyện. Tin đồn lan truyền cực kỳ nhanh và cậu đã bị cô lập. Đúng lúc này Jojo nhận được tin nhắn từ Banshee. Cô bảo cậu đến thư viện trong bữa trưa để nghe được cảm xúc thật của cô ấy. Sau khi đến thư viện thì Jojo được nhờ vào bên trong để lấy một cuốn sách. Ngay lúc đó, Sun đi vào để tán chuyện cùng với Banshee. Cậu quên mất là kể từ hôm đó nó luôn tới thư viện. Banshee đột nhiên ngại ngùng và hỏi lý do tại sao cậu ta lại hãm hại Jojo. Sun đã lợi dụng cảm xúc của Cosmos và Hima Quazi để hạ gục Jojo. Người lừa dối mọi người không phải là Jojo mà là cậu ta. Hai cô gái ngây thơ tấn công dồn dập như vậy thì lý nào không nhận ra được. Sun vờ như không biết và lợi dụng khiến cho hai người họ mất lòng tin với Jojo. Sun muốn nhờ Jojo làm mối nhưng bị từ chối. Vậy nên cậu ta đã thay đổi thái độ để lừa Jojo. Việc Banshee có liên lạc với Jojo không nằm trong kế hoạch nên Sun đã nhờ Cosmos và Hima Quazi trong chuyện tình cảm. Hôm bữa chạm mặt tại thư viện cũng là cơ hội ngàn vàng để Sun đánh bại Jojo. Lúc đó Banshee đã tấn công Jojo vì nếu không làm như vậy thì Sun sẽ nghĩ cô đứng về Jojo mất. Lý do Sun muốn hãm hại Jojo vì cảm thấy thua cuộc. Hồi cấp 2 có một cô gái thỉnh cầu Sun làm bà mối với Jojo. Càng tệ hơn người con gái đó lại là người cậu ta thích. Sun cũng biết Jojo là người hai mặt và kể lại cho cô ấy biết. Tuy nhiên cô ấy nói rằng tớ cũng thích khía cạnh đó của Jojo. Và đúng như cậu ta nghĩ, Banshee cũng rất yêu Jojo. Sun bắt đầu thừa nhận việc lợi dụng tình cảm của Cosmos và Hima Quazi để đánh bại Jojo. Có vẻ như Sun vẫn chưa biết tính cách thật của Jojo. Lúc nào cũng giúp đỡ hai người kia nhưng vẫn ưu tiên cho bản thân của mình. Bằng không thì Jojo cũng chả cần phản bội hai người kia bằng cách bảo cô hẹn hò với bạn thân. Thật ra Banshee yêu Jojo cũng bắt đầu từ giải bóng chày ao làng năm ngoái. Trước khi Banshee gặp được Sun ở cổng phía nam thì cô đã gặp Jojo từ cổng bắc. Jojo đã đứng đó chờ bạn thân của mình với rất nhiều món thịt nướng. Có nhiều người đã cười Jojo nhưng cậu ấy vẫn đứng chờ ở đó. Đó cũng chính là lúc Banshee đã đổ Jojo. Nghĩ lại thì lúc đó cậu đã gặp được một em rất xinh ngực khủng bắt chuyện khi chờ thằng bạn thân. Bây giờ không có ai ở thư viện nên Sun có thể làm mọi thứ với Banshee.
Cô không cần kháng cự vì tin tưởng vào người mình yêu. Jojo liền đi ra bảo rằng Cosmos và Himawari cũng đáng cười thật. Nhưng mà chúng ta không được cười vào cảm xúc của bọn họ. Dù có là gì đi nữa thì họ cũng trở nên ngốc nghếch vì cậu ta cả mà thôi. Nhưng đừng có bao giờ cười vào cảm xúc của bọn họ. Nếu ghét cậu thì cứ biến cậu thành mục tiêu chứ đừng có lợi dụng người con gái yêu mình. Su liền rời đi và bảo rằng mình vẫn chưa thua cuộc. Ban Si cảm thấy buồn vì bản thân không giải quyết mọi chuyện tốt hơn. Cơ mà ai là người cậu ghét thì vẫn mãi ghét thôi. Dù có bị cậu ghét như thế nào đi nữa thì Ban Si vẫn yêu cậu rất nhiều. Ban Si liền làm vẻ mặt buồn bã hỏi Jojo có đến thư viện nữa không. Tuy nhiên lần này cậu không mềm lòng nữa đâu. Có vẻ như mọi chuyện đã được Himawari và Cosmos chứng kiến. Sáng hôm sau, Sun đã nói ra hết sự thật và quỳ trước mặt mọi người, nhờ đó là cậu lấy lại được thanh danh của mình. Có vẻ như Jojo vẫn chưa biết lý do mà Sun đổ cô. Ban Si liền cởi một lớp vải trong người và tháo kính xuống. Ban Si chính là cô gái xinh đẹp ngược khủng mà cậu đã gặp được ở giải ao làng năm ngoái. Ban Si lại tiếp tục làm vẻ mặt buồn bã hỏi Jojo có đến thư viện nữa không. Gái xinh năn nỉ thì cậu làm sao từ chối cho được. Ban Si liền chủ động tiến đến hôn cậu coi như phần thưởng đã luôn hết mình vì người khác. Jojo quyết không để vẻ bề ngoài đánh lừa vì nếu đổ Ban Si vì con người bên trong thì có mà bị ăn hành. Tập 4. Hôm nay Jojo lại tiếp tục đến thư viện để chiều theo ý của Ban Si. Lần nào cậu cũng làm theo rồi nên Ban Si cũng phải chiều cậu lại. Jojo bắt đầu hứng thú khi Ban Si kéo váy của mình lên. Tuy nhiên cô tưởng rằng cậu thích liếm chân nên để lên cao mà thôi. Cơ mà cậu chỉ thích thứ to tròn hôm bữa thôi chứ không phải cái chân trước mặt. Mỗi ngày phải ngắm tóc bím và bộ ngực lép như sân bay đã đủ lắm rồi. Thật ra Ban Si cải trang như thế này để tránh một con quỷ đang bám theo mình. Cơ mà mới tập 4 thôi thì vẫn hơi sớm để chuyển sinh đi giết quái vật. Quan trọng hơn việc cậu tới đây mỗi ngày cô cũng chẳng vui gì đâu. Hiểu lầm vẫn chưa giải quyết và vẫn còn người buồn nên cậu mới chọn nơi này để lẫn trốn. Muốn làm lành với bọn họ thì chỉ cần nói thẳng ra là được thôi. Càng nhiều bạn thì càng tốt vì không có họ cuộc sống buồn chán lắm. Nếu cảm thấy trống trải thì cô cũng phải cố gắng kết bạn đi. Jojo vừa về lớp thì cô gái bên câu lạc bộ báo chí tên là Hina đi tới phỏng vấn. Cô ấy đang khảo sát về lễ hội hoa nên hỏi ý kiến của cậu. Lễ hội hoa là nơi một chàng trai sẽ nhảy với ba cô gái. Truyền thuyết còn bảo rằng người con trai đó sẽ cưới một trong ba người con gái mà người đó nhảy cùng. Đúng lúc này, Himawari gặp rắc rối trong chuyện làm bài tập. Jojo định dùng cơ hội này để làm lành với Himawari. Tuy nhiên khi cậu đi lại bắt chuyện thì Himawari sợ hãi chạy đi luôn. Cậu liền đuổi theo và bảo rằng dù có là gì đi nữa thì cậu vẫn sẽ làm lành với cô ấy. Sau khi làm lành với nhau thì Himawari không còn sức để đứng luôn. Trưa hôm đó, Jojo gửi bức thư thách đấu cho Sun và hẹn lên sân thượng. Nếu bài thi giữa kỳ mà cậu ta vượt qua được thì sẽ thắng, còn nếu bị trượt thì Jojo thắng. Cứ vòng vo mãi thì không tới đâu được nên cậu bảo rằng muốn làm lành với cậu ta. Hiện tại Jojo đã làm lành được với hai người và chỉ còn một người nữa thôi. Cậu ngay lập tức đến thư viện để khoe chuyện vừa làm lành với Himawari và thằng bạn thân. Sẵn tiện cậu hỏi luôn ý kiến của Ban Si về Himawari và Sun. Nhìn bản mặt là biết rồi nên Ban Si đồng ý dạy kèm cho hai người họ. Cơ mà nếu như ai đó rảnh thì sẽ dẫn cô đi chơi ở đâu đó thôi. Về chuyện học hành thì Ban Si vẫn còn chỗ thêm một người nữa. Jojo nghĩ rằng đã đủ rồi nhưng Ban Si có thể cảm nhận được còn một người nữa. Trên đường về lớp thì Jojo cảm nhận được một luồng ma khí xung quanh. Cậu ngay lập tức chạy theo và thấy Cosmos đang ngồi khóc một mình. Cô ấy thấy cậu đã làm lành với hai người kia rồi nên cứ tưởng đến mình. Ai ngờ chờ mãi không thấy đến nên cứ tưởng bị lãng quên luôn rồi. Jojo liền bảo rằng muốn làm lành nhưng vẻ mặt không đáng tin cho lắm. Thế là cậu phải làm trò mèo để có thể làm lành với Cosmos. Sau khi làm lành với tất cả mọi người thì cả bọn tập trung đến thư viện. Đáng lẽ Jojo và Ban Si sẽ là người kèm học nhưng lần này có hội trưởng hội học sinh. Cosmos liền lấy ra một đống bài tập để cả bọn hoàn thành nó trong một ngày. Ban Si liền cứu Himawari bằng cách dạy kèm môn khác. Jojo nhìn qua phía thằng bạn thì cậu ta đã chuẩn bị cho số mệnh của mình luôn rồi. Chiều hôm đó mọi người bắt đầu đi về cùng nhau. Nhìn thấy cảnh đó Jojo nghĩ rằng đã đến lúc lật ngược thế cờ. Làm gì có chuyện một con ong chăm chỉ lại từ bỏ với những em xinh tươi ở trước mặt. Nếu cứ tưởng tượng bậy bạ nữa thì mọi người bỏ đi luôn bây giờ. Tập 5. Hôm nay là một ngày mới tràn trề sự nhiệt huyết. Cô bạn thở nhỏ Himawari từ đâu chạy đến vỗ thật mạnh vào lưng của cậu. Mặc dù Jojo đã nhắc mỗi ngày rồi mà cô ấy vẫn thích làm như vậy. Cơ mà mỗi buổi sáng được sướng cái tay thì cũng không tệ cho lắm. Sau khi tới trường, Jojo nhận được tin nhắn từ Cosmos hẹn gặp nhau sau buổi học. Đúng lúc này, Hina ngại ngùng đi tới bảo rằng có chuyện muốn nói với Jojo. Tình cảnh này thì chắc chắn là tỏ tình trong truyền thuyết rồi. Đang làm vẻ mặt vui mừng vì có thêm một em vào đội thì phát hiện cái ghế thần thánh ở bên cạnh. Đầu tiên cứ ngồi bên cạnh để cho dễ nói chuyện. Thật ra Hina rất tò mò về Jojo và cứ khi nghĩ đến là trái tim lại bồi hồi. Thật ra cậu chính là kẻ thù lớn nhất của cánh chị em phụ nữ. Hina nghi ngờ cậu bắt ba tay với Cosmos, Ban Si và Himawari.
Mọi chuyện bắt đầu từ giải bóng chảy ao làng năm ngoái. Lúc đó Hina ngồi hàng đầu và nhìn thấy cậu đang tiêm một em xinh gái ngồi bên cạnh. Ánh mắt đó tràn ngập sự dâm tà nên chắc chắn cậu đang bắt cá ba tay. Rojo vừa bảo mình vô tội thì Hina lấy ra ba tấm ảnh cậu ở riêng với từng người. Đã vậy Hina đã viết sẵn một tờ báo chuyện cậu bắt cá ba tay luôn rồi. Cứ yên tâm đi vì khi xuất bản sẽ giấu tên ba cô gái kia trừ cậu. Bây giờ vẫn chưa có đủ bằng chứng nên Hina sẽ theo dõi Rojo kể từ hôm nay cho đến lễ hội hoa. Nếu như cậu vô tội thì Hina sẽ hủy bỏ bài báo này. Rojo đang về lớp thì thấy Cosmos chờ sẵn ở trước phòng học. Hội học sinh đã bốc thăm và cậu chính là nam chính trong lễ hội hoa. Về phía con gái thì mới có hai người là Hima Kwaji và cô ấy. Vậy nên từ giờ cho đến lễ hội hoa cả hai sẽ cùng nhau cố gắng. Rojo đang làm vẻ mặt dâm tà thì Hina liên tục chém gió lên bài báo của mình. Cậu liền đến thư viện yêu cầu bọn họ không được gặp mặt một thời gian. Cả ba liền đồng thanh từ chối vì thiếu mất cậu thì buồn lắm. Cosmos còn rủ Rojo đi gặp thành viên cuối cùng trong lễ hội hoa sau giờ tan học. Cậu định từ chối thì thay đổi thái độ khi Cosmos sắp khóc đến nơi. Bây giờ Rojo sẽ đi gặp bé 5 năm nhất tham gia lễ hội hoa, tức là mục tiêu tiếp theo của cậu là mấy bé 5 nhất rồi. Rojo vừa đi tới bắt chuyện thì em ấy sợ hãi vì có nhiều lời đồn về cậu ở khóa 5 nhất. Bọn họ đồn rằng Rojo không thể cưỡng lại việc thích liếm giày nữ sinh trong trường. Cậu cố gắng đi lại giải thích nhưng em ấy chạy đi luôn, đã bắt cá ba tay mà còn có sở thích liếm giày nữ sinh nữa. Kết quả bé nữ sinh năm nhất đã từ chối tham gia lễ hội hoa và bây giờ thiếu mất một thành viên. Dù vậy, sau giờ tan học, Rojo cùng mọi người vẫn luyện tập như bình thường. Hiện tại vẫn còn một tuần trước lễ hội hoa diễn ra nên cậu có thể tận hưởng. Rojo vừa tới lớp thì cô gái đầu sỏ của lớp đi lại trước mặt của cậu. Bài báo cậu bắt cá ba tay đã được xuất bản vào lúc sáng nay. Cosmos liền chạy vào bảo rằng đây chỉ là tin giả nhưng hành động này làm họ nghi ngờ cô ấy là đối tượng Rojo đang tán tỉnh. Chỉ có Hina giải thích thì bọn họ mới chịu tin vì Hina là thành viên câu lạc bộ báo chí. Sau đó Hina quay trở lại phòng báo chí để thu hồi lại toàn bộ bài báo của mình. Kể từ hôm nay Hima Kwaji và thằng bạn không tới thư viện nữa, Cosmos cũng muốn cả hai tạm thời không gặp mặt nhau. Nếu cứ ở bên nhau thì Cosmos sẽ gây thêm hiểu lầm nữa mất. Sau khi biết Rojo gặp rắc rối trong chuyện luyện tập thì Hina đã muốn làm bạn nhảy tạm thời cho Rojo. Hina liền lên sân thượng để giúp cậu tập nhảy cho lễ hội hoa. Tập 6. Đã một tuần trôi qua Rojo vẫn chưa gặp lại được bốn người kia. Chuyện này còn thậm tệ hơn lúc cả bọn chưa làm lành với nhau nữa. Đã thế cô bạn đầu sỏ trong lớp vẫn còn nghi ngờ cậu bắt cá ba tay. Suốt cả một tuần qua chỉ có mỗi Hina là ở bên cạnh giúp cho Rojo luyện tập. Đúng lúc này thằng bạn thân gọi cho Rojo bảo rằng đang gặp rắc rối. Nhà trường rất kịch liệt phản đối không cho hai thằng con trai nhảy lễ hội hoa. Hôm nay là ngày diễn ra rồi nên chỉ còn cách nhờ Hina làm bạn nhảy của mình mà thôi. Cả hai định đến phòng hội học sinh đăng ký thì Cosmos xuất hiện. Cosmos có chuyện muốn nói riêng với Hina và Rojo không nên nghe câu chuyện này. Hina vẫn nhất quyết muốn Rojo đi cùng mình để bàn chuyện mà Cosmos định nói. Cô ấy từ chối cho Hina tham gia vào lễ hội hoa. Việc Hina cần làm lúc này và viết một bài báo trả lại thanh danh cho Rojo. Cosmos đã nhận ra Hina đã lừa dối mọi người và cả Rojo. Hina biết rõ là cậu không bắt cá ba tay nhưng vẫn dồn vào đường cùng. Dù Hina luôn bám theo Rojo để tìm thông tin nhưng lại tránh xa thư viện. Suốt một tuần qua, Cosmos đã đi khảo sát và phát hiện cứ giữa trưa thì bọn họ lấy chuyện của Rojo ra bàn tán. Mấy bé năm nhất đều biết hết nên thành viên cuối đã từ chối tham gia lễ hội hoa. Ngoài tờ báo được in sáng này và hôm đó người chịu trách nhiệm in là Hina. Trên tay Cosmos là bảng danh sách người chịu trách nhiệm in tờ báo. Vào cái ngày bài báo về Rojo bỗng nhiên phát hành thì Cosmos đã nghi ngờ Hina rồi. Vậy nên Cosmos đã tới phòng in tờ báo sớm hơn Hina để sao chép một bảng danh sách khác. Cosmos cũng đánh cược chạy đến lớp của Rojo để nhắc tới phòng báo chí. Hina đương nhiên sẽ cảm thấy lo lắng và chạy đến đó ngay lập tức và Cosmos đã chụp lại cảnh Hina đổi bảng danh sách giả. Hina cố gắng cô lập Rojo để bản thân có thể ở bên cạnh của cậu. Nhưng khi Rojo được chọn làm nam nhảy lễ hội hoa thì Hina có mục đích khác, đó là biến mình thành một thành viên trong đội nhảy. Người con trai nhảy lễ hội hoa sẽ cưới một trong ba cô gái nhảy cùng. Có lẽ Hina cũng muốn là một trong số đó. Suốt một tuần cậu bị cô lập chỉ có một mình Hina luyện tập mà thôi. Nếu Rojo không định nhờ thì Hina cũng từ đề xuất mình thành bạn nhảy. Hina cũng muốn ở bên cạnh của Rojo nhưng cậu lại ở với những cô gái khác. Kể từ hồi trận bóng chảy ao làng năm ngoái, Hina đã luôn yêu thầm Rojo. Rojo biết mình không nên tới đó nhưng thế quái nào tình yêu gì toàn xuất phát từ một trận bóng thế. Lúc đó Rojo đã bảo vệ Hina khỏi quả bóng và trông thật ngầu. Cơ mà thật ra cậu đang cố lại gần để tia em xinh tươi ngực khủng ở phía trên thôi. Hina liền tỏ tình và hy vọng có thể ở bên cạnh của cậu mãi mãi. Tuy nhiên cậu không có cảm xúc gì cho Hina cả. Cậu còn dùng bộ mặt thật của mình để mắng cho Hina một trận vì đã gây bao nhiêu rắc rối cho người khác. Hina liền xin lỗi những gì mình gây ra và sẽ giải quyết mọi hiểu lầm trong trường. Rojo thắc mắc thành viên lễ hội hoa thì như thế nào. Tuy nhiên chuyện đó cậu không cần lo vì nhóm của Cosmos đã nhờ một người luôn ở trong thư viện tham gia rồi. Trong lúc nhảy, Hima Kwaji thắc mắc Rojo có yêu ai chưa. Nếu vẫn chưa có thì cả hai giống nhau rồi.
Sau khi nhảy xong với Cosmos thì cô ấy chủ động thưởng cho cậu một nụ hôn. Suốt một tuần qua cô ấy mới là người nhớ cậu nhiều nhất đó. Lúc này người con gái cuối cùng không ai khác là Banshee. Cô ấy chưa bao giờ xuất hiện ở trường với vẻ ngoài đó nên khắp khán đài đều rất ngạc nhiên. Trong lúc nhảy, Banshee hỏi Jojo là tại sao cậu lại giúp cô ấy hơn cả bản thân mình vậy. Từ lúc ôn thi giữa kỳ, Jojo đã dẫn mọi người đến thư viện để Banshee có thể làm bạn với họ. Cậu chỉ muốn trả ơn cho Banshee vì cô ấy là người giúp cậu làm lành với mọi người. Banshee giải thích về trang phục mà mình mặc hôm nay chính là tình yêu dành cho cậu không bao giờ thay đổi. Tập 7. Lễ hội hoa diễn ra hồi Chủ nhật nên hôm nay Jojo được nghỉ một ngày ở nhà. Cậu khá ngạc nhiên khi mẹ của mình lại biết cậu sẽ đi ăn với bạn vào trưa nay. Banshee đã ngồi trong nhà chờ cậu rồi nên mẹ cậu có biết cũng là chuyện bình thường. Trong lúc tận hưởng việc theo dõi Jojo thì bị bà ấy phát hiện và tình cờ được mời vào nhà. Sau khi ăn sáng cùng với Banshee thì Jojo ngay lập tức cùng mọi người đến bể bơi. Gái trong này trông cũng xinh đấy nhưng sao bằng Banshee khi bùng lộ được. Sau khi tận hưởng cùng nhau thì Jojo phải đi mua nước cho cả bọn. Cô gái đầu sỏ trong lớp thấy Jojo đứng ở phía sau nên mắng cho một trận. Vì Jojo thấy lạ quá nên tỏ ra không quen biết nên cô ấy cũng đành bỏ qua. Đột nhiên cô ấy bảo có chuyện cần nói thì cậu quan sát xung quanh xem có cái ghế thần thánh hay không. Thật ra bạn của cô ấy đã hiểu lầm và đối xử hơi quá đáng với thằng cha nào đó. Vậy nên con nhỏ đó cần làm gì trong trường hợp này? Nếu cậu là thanh niên đó thì chỉ cần được xin lỗi là xong rồi. Con người ai mà chẳng mắc sai lầm nên cô bạn ấy không cần phải hoàn hảo đâu. Cô ấy thắc mắc có nên đi xin lỗi với tóc nhuộm không và hỏi xem gu con gái của Jojo là gì. Cá nhân của cậu thì thích mấy bé xinh đẹp tóc đen dài. Quả nhiên không có chiếc ghế dài ở quanh đây thì thoải mái hơn hẳn. Khi Ma Qua Di định rủ Jojo đi chơi thì Cosmos và Banshee cũng đâu ngồi yên được. Thấy ba người bọn họ cứ tranh giành với nhau mãi nên Jojo bảo chỉ cần đi chơi từng người một là xong. Nhưng thế quái nào lại bị bọn họ biến thành cuộc thi. Ai là người làm cho Jojo vui nhất sẽ giành chiến thắng và phần thưởng là cậu phải làm theo một mệnh lệnh. Với tư cách là bạn thân thì nó cũng không thể đứng ngoài cuộc. Nghĩ lại thì nếu kể đi cái phần thưởng vì tận hưởng với ba em xinh tươi cũng không tệ. Đầu tiên là chơi trượt nước cùng với Himawari. Sau đó sẽ ngồi cá heo cùng với Cosmos. Bọn nhóc thấy cả hai thân thiết với nhau nên đi tới chọc ghẹo. Ngồi một mình hơi ngại nên cậu bảo Cosmos leo lên nhanh. Cô ấy nghĩ tới chuyện gì đó đen tối và đánh vào lưng của cậu một cái. Kết quả là bị bọn nhóc nghĩ rằng bản thân bị gái cho leo cây. Đúng lúc này thằng bạn thân từ trên cao nhảy xuống. Quả nhiên chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau mà thôi. Lúc này Jojo cùng với Banshee đi tắm nước nóng với nhau. Cô ấy bảo rằng nếu cậu không nhìn trực tiếp thì khó nói chuyện lắm. Banshee hôm nay rất vui vì đây là lần đầu tiên được đi chơi với bạn. Jojo chỉ muốn cảm ơn Banshee vì cô đã giúp cậu thân hơn với mọi người. Vậy là từ giờ cậu không cần mua sách làm lành hay xem bói để làm hỏa nữa rồi. Jojo chợt nhớ là chuyện đó mình làm trong bí mật và chưa kể cho bất kỳ ai cả. Trong lúc Banshee tận hưởng việc theo dõi và tình cờ thấy thôi. Chuyện này còn đỡ hơn việc cậu giấu tạp chí người lớn dưới ngăn tủ rồi đấy. Banshee tình cờ tìm thấy khi được mẹ của cậu mời tới nhà lúc trước thôi. Cô ấy định kể nội dung trong cuốn tạp chí thì bạn thân tới kịp lúc ngăn lại. Trước khi đi về thì cả bọn muốn hỏi xem ai là người làm Jojo vui nhất. Đương nhiên người làm cậu vui nhất chính là thằng bạn thân rồi. Cả ba đứng hình nhìn hai thằng con trai vui vẻ chạy về với nhau. Sáng hôm sau bốn cô gái ăn chơi đột nhiên đi lại trước mặt Jojo. Tuy nhiên họ chỉ xin lỗi vì trước đó đã hiểu lầm và mắng cậu thậm tệ. Đúng lúc này một bé xinh tươi đúng gu của Jojo đi lại ngồi ngay bên cạnh. Cơ mà khi nghĩ kỹ lại thì chỗ đỏ là của nhỏ đầu sỏ trong lớp tên là Sasanqua. Lúc sáng trước khi đi học Jojo đã xem bói và biết được sẽ có bất ngờ từ người ngồi bên cạnh. Nhưng bất ngờ kiểu này thì làm sao mà đỡ nổi. Đúng lúc này giáo viên giới thiệu một học sinh mới chuyển đến tên là Joki. Có vẻ như cô ấy có quen biết với Jojo và bảo rằng bản thân chính là cô gái dịu dàng với cậu vô điều kiện. Đã vậy còn quỳ xuống hôn tay của Jojo theo phong cách quý tộc. Tập 8. Hôn tay mà người mình muốn dâng hiến mọi thứ của bản thân là chuyện bình thường mà. Cũng tại giáo viên bảo về chỗ chứ không Jojo có thể nhìn thêm một lát rồi. Chiha du chuyển tới đây vì vừa mở một cửa hàng bán thịt nướng ở gần chỗ này. Nhắc tới thịt nướng thì Jojo nhớ lại cô gái đã bán cho mình trong giải ao làng năm ngoái. Những cô gái xung quanh bắt đầu cay cú vì chưa được làm với Jojo như vậy một lần nào. Đã vậy Himawari còn bảo sẽ đi mách chuyện này với Cosmos và Banshee. Chihazu thấy Sasanqua có vẻ khó chịu nên hỏi xem cô ấy có phải muốn dâng hiến cho Jojo hay không. Sasanqua liền bảo chẳng hứng thú và nghĩ Jojo cũng như vậy. Tuy nhiên cậu vừa đồng ý thì bị Sasanqua giận. Chihazu thì làm mọi thứ luôn nên Jojo không cần phải kiềm chế. Định mệnh đã sắp xếp cho Jojo gặp lại cô gái năm xưa đã vậy còn chủ động dâng hiến mà không đòi hỏi gì cả. Cơ mà làm gì có chuyện dễ ăn như vậy chắc chắn cô ta có ý đồ gì đó. Sau khi kết thúc buổi học Chihazu còn chủ động rủ Jojo đi ăn trưa cùng với nhau. Cậu cũng giả vờ chấp nhận để lật tẩy âm mưu của cô ta. Jojo liền bảo rằng lúc nào cũng được giúp nên cậu muốn giúp lại việc gì đó. Cứ tưởng Chihazu sẽ lộ ra bản chất thật nhưng cô ấy chỉ muốn phục vụ cho cậu kể từ bây giờ. Nếu Chihazu đã tự mình dâng hiến rồi thì cậu ngại gì mà từ chối. Lúc này cậu cùng với Chihazu lên thư viện ăn cùng với mọi người.
Cosmos định mời Zoro ăn chung thì Chi Hazu đã chuẩn bị sẵn luôn rồi. Cả bọn ngạc nhiên khi thấy Cosmos mang theo rất nhiều đồ ăn, Zoro liền giả vờ chưa no để ăn món của Cosmos nấu. Trong bữa ăn đó, Banshee đã nhận ra Zoro đang cố cân bằng mọi thứ. Nếu như Zoro chỉ ăn món của Chi Hazu thì có thể cảm xúc khác sẽ xuất hiện. Tuy nhiên đó không phải là lòng tốt mà chỉ là sự trốn chạy. Banshee liền lấy ra cuốn sách yêu quý của mình để Zoro đọc chung. Nếu như đọc xong rồi thì Banshee muốn nghe cảm nhận của Zoro về nó. Chiều hôm đó, trong lúc đi mua đồ thì đột nhiên Himawari lao tới chỗ Zoro. Cô ấy chạy đến để nhắc khéo rằng sắp tới sinh nhật của mình. Khi quay trở về, cậu phát hiện mình đã đánh rơi cuốn sách yêu quý của Banshee. Thì ra do con nhỏ Himawari nên Zoro mới đánh rơi nó lúc ngã. Cậu quay lại chỗ lúc chiều để tìm thì có hai cô gái đi tới bắt chuyện. Bọn họ vẫn còn thời gian rảnh nên muốn đi tìm phụ Zoro một tay. Một lát sau, hai người họ đã tìm được nhưng cuốn sách đã bị hỏng. Chắc cậu phải lấy tiền để mua một quyển khác thôi. Cô gái tóc hồng ngạc nhiên vì cậu không biết cuốn sách ở trên tay của mình. Đây là loại giới hạn nên giá tiền cũng phải vài tháng lương đấy. Sáng hôm sau, Zoro bắt đầu tập trung để tìm công việc bán thời gian mà tiền lương phải nhiều. Nếu như cậu cần làm việc thì chỗ của Chi Hazu cũng đang tuyển thêm người làm. Zoro liền nắm chặt lấy tay của Chi Hazu và xem cô ấy như thiên thần của đời mình. Sau khi tan học, Zoro đã hẹn Banshee ra bên ngoài để nói chuyện. Cậu sẽ cố gắng đi làm thêm để mua cuốn mới và có thể sẽ không đến thư viện một thời gian. Banshee bảo rằng thay vì đi làm thêm thì cô muốn cậu tới thư viện hơn. Tuy nhiên cậu vẫn muốn đi làm thêm và giữ lại cuốn sách để đọc thêm một thời gian. Chiều hôm đó, Zoro cũng bắt đầu tới cửa hàng nhà Chi Hazu để làm thêm. Có vẻ như đã đến lúc để cho Chi Hazu đã trả ơn cho cậu rồi. Tập 9. Cũng đã một tuần Zoro làm việc ở đây và cũng dần quen với công việc hiện tại. Chi Hazu cũng ngạc nhiên khi Zoro có thể học hỏi và làm mọi thứ rất nhanh. Tuy nhiên cậu nghĩ bản thân chỉ là nhân vật phụ so với mọi người mà thôi. Hôm nay không có Himawari thì cuộc sống bình yên hơn hẳn. Vừa dứt lời thì Himawari chạy đến đập vào lưng một phát. Cậu chợt nhớ là hôm nay Himawari sẽ luyện tập cho cuộc thi chứ không phải đi chơi ở chỗ này. Cô ấy bảo hôm nay được nghỉ nhưng ánh mắt rõ là đang nói dối. Himawari phát hiện cuốn sách trên tay Zoro đã bị hỏng nên bảo mua cái mới. Cậu bảo không có quan trọng đâu nên mua làm gì nhưng Himawari biết rõ là Giang nói dối. Kể từ hôm Zoro đi làm thêm thì tâm trạng của Banshee có chút khó chịu. Bầu không khí cũng ảm đạm khi vắng mặt Himawari. Chiều hôm đó, Sasanqua có ghé qua chỗ làm thêm của Zoro. Cô ấy định bảo tình cờ nhưng mọi người trốn mất hết bên ngoài. Sau khi ăn xong cùng đám bạn nữ thì Sasanqua cũng rời đi. Lúc này trong lúc làm việc, cậu vô tình làm đổ nước lên người của một khách hàng nóng tính. Chi Hazu ngay lập tức can thiệp và xử lý mọi thứ ổn thỏa. Tối hôm đó trên đường về nhà, Banshee đã chờ sẵn Zoro ở bên ngoài. Banshee muốn nói chuyện với bản chất thật của Zoro nên mới ăn mặc như thế này. Cô ấy muốn biết công việc của cậu hôm nay như thế nào. Chắc hẳn cậu đi làm thêm chỉ để giữ thể diện thôi. Bạn thân thì nhắm đến giải đấu toàn quốc. Himawari là tay vợt chính trong đội. Cosmos là hội trưởng hội học sinh toàn trường. Chi Hazu thì điều hành một nhà hàng. Zoro đã tự so sánh bản thân với mọi người rồi cho rằng mình là một thằng thất bại. Vậy nên hành động lần này của cậu chẳng phải tốt bụng hay tử tế gì cả. Tự thỏa mãn cơn khát và xem nó là lòng nhân từ thì đó là cảm xúc mà Banshee ghét nhất. Cậu chả có gì đặc biệt ngoại trừ hai bàn tay trắng. Banshee bảo rằng Zoro vẫn còn có mình và cô là người yêu cậu nhất trần đời. Zoro trở nên trầm lặng và bảo Banshee cuốc khỏi mắt mình. Quả nhiên nói ra câu đó với một đứa con gái thì đúng là khốn nạn thật. Hôm nay có Himawari trong thư viện nên bầu không khí tốt hơn hẳn. Tuy nhiên Himawari lại đổi sang chủ đề cuốn sách mà cậu đang giữ. Hôm nay Chi Hazu cho cậu nghỉ làm sớm vì khách hàng mà thấy khuôn mặt buồn rầu của cậu là ăn không ngon mất. Cậu nên dành thời gian để nghĩ về việc mình cần làm và bản thân muốn điều gì. Trên đường về nhà, Zoro vô tình gặp được một thanh niên điển trai học trường gần đây. Cậu ta thấy tâm trạng của Zoro không được tốt nên ngồi lại tâm sự với nhau. Lúc bản thân không biết làm gì thì cứ làm theo con tim mình là được. Nếu như muốn bảo vệ người mà mình thật sự trân trọng thì đừng nghĩ đến những tổn thương mà mình sẽ gánh chịu. Thay vào đó, cậu nên tập trung hết sức vì người đó. Sau khi nói chuyện thì biết được cậu ta tên là Hazuki. Sáng hôm sau, Zoro chủ động gặp Banshee để xin lỗi vì những lời đã nói hôm trước. Tuy nhiên, cậu vẫn đi làm thêm để tặng cho Banshee một cuốn khác chứ không phải trả nợ. Lần này, Banshee không còn khó chịu nữa mà cổ vũ cho cậu. Sau 3 ngày chăm chỉ làm việc thì cuối cùng cậu đã có tiền lương của mình. Zoro liền đi đến cửa hàng sách để mua, tuy nhiên đã có người vừa mua nó xong. Trên đường về nhà, Himawari đã chờ cậu sẵn bên ngoài với cuốn sách trên tay. Cậu nghi ngờ rằng Himawari đã bỏ luyện tập và thậm chí dùng tiền mua vợt mới của mình để mua nó. Hôm trước cô ấy đã phát hiện cậu nói dối rằng cuốn này không quan trọng nhưng thật ra nó đang ràng buộc cậu. Himawari chỉ muốn giúp một tay nhưng không hiểu tại sao lại bị mắng. Cậu giận là đương nhiên thôi vì cô ấy đã dùng tiền của mình đã vậy còn bỏ luyện tập. Ước mơ của cô ấy quan trọng hơn mấy chuyện nhỏ nhặt này nhiều. Mắng thì mắng nhưng thật ra cậu rất cảm kích vì Himawari đã nghĩ tới cậu. Hôm nay cũng diễn ra vòng loại tennis và mọi người tới cổ vũ cho Himawari. Đột nhiên Himawari hỏi Zoro có thích ai hay chưa.
Nếu không có thì cả hai không còn giống nhau nữa rồi. Himawari liền thưởng cho cậu vì đã trả lời câu hỏi của mình. Về món quà sinh nhật của cậu thì cô ấy sẽ trân trọng nó suốt đời luôn. Chiều hôm đó, Banshee cùng mọi người tới chỗ làm của cậu mở tiệc. Sẵn tiện, Banshee muốn nghe cảm nghĩ của cậu sau khi đọc hết cuốn sách. Hôm qua, trong lúc đọc, cậu phát hiện bên trong có một tờ ghi chú. Nếu như Banshee gặp rắc rối thì cậu có chịu giúp cô ấy hay không? Nếu có thời gian rảnh thì cậu sẽ thương hại giúp cho một lần. Tập 10. Hôm nay trời khá đẹp nên cứ nghĩ là tốt đẹp, nhưng vừa dứt lời thì bị ai đó kéo vào phòng bên cạnh. Đây chính là cô bé năm nhất quản lý đội bóng chày đồn rằng Jojo là kẻ liếm giày. Thời gian là vàng bạc nên anh em chúng mình nên ngồi xuống ghế nói chuyện. Đầu tiên cứ ngồi cạnh nhau để cho dễ nói chuyện. Thật ra bấy lâu nay em ấy luôn nghĩ về vài thứ và mỗi khi nghĩ tới là trái tim đập liên hồi. Em ấy muốn Jojo giúp mình làm mối thằng bạn thân của cậu với Banshee. Câu chuyện cũng bắt đầu từ giải bóng chày ao làng năm ngoái. Lúc đó em ấy đã cổ vũ cho trường ở khán đài tầng thứ 3. Để có thể làm quản lý thì em ấy đã đứng chờ từ cổng phía đông. Lúc đó em ấy vô tình nhìn thấy Sun ở một mình với một chị gái xinh đẹp ngực khủng. Do cả hai quá ngây thơ và rụt rè nên mối quan hệ chẳng tới đâu cả. Vậy nên em ấy quyết định tìm mọi cách để giúp đỡ Sun và Banshee đến với nhau. Từ lễ hội hoa, em ấy đã phát hiện cô gái xinh đẹp năm ngoái chính là Banshee trong thư viện. Em ấy sẽ giúp Sun có tinh thần để dẫn đội bóng tiến đến giải quốc gia. Sau đó danh tiếng của mình cũng được tăng theo. Nếu Jojo chịu giúp thì em ấy sẽ tặng một tấm ảnh mà em ấy mặc một bộ đồ quyến rũ. Đặc biệt nếu thành công thì sẽ còn nhiều ảnh không che đủ thể loại nữa. Jojo liền bỏ vào túi và bảo anh mày chỉ giúp lần này thôi. Không ngờ cuộc trò chuyện và giao dịch này đã bị Hina nhìn thấy. Cô ấy cũng khá hứng thú với chuyện này nên muốn tham gia chung. Nếu Sun và Banshee thành đôi thì Jojo sẽ là của Hina. Sau khi tan học, Sasan qua cố ý ở lại để rủ Jojo đi công viên. Tuy nhiên do ngại quá nên cô ấy chỉ cổ vũ việc làm thêm của cậu và rời đi. Hôm nay Kamata đã lên kế hoạch để giúp đỡ Sun và Banshee trở thành một đôi. Vào giờ nghỉ trưa tiếp theo, Jojo cần phải ôm lấy Banshee. Kế hoạch này không được ổn nên cậu phải từ chối. Kế hoạch tiếp theo là Jojo phải làm theo mệnh lệnh. Tuy nhiên nhiệm vụ liếm mặt thì hơi khó nên cậu từ chối. Bây giờ cậu phải tiếp cận nói chuyện cùng với Banshee với một nụ cười. Đã vậy còn phải thả thính Banshee với một câu cực kỳ xến. Đúng lúc này mọi người lại tập trung vào chỗ Banshee. Bọn họ đang tính làm gì đó và tập hợp để bàn ngày đi chơi. Nhiệm vụ đã thất bại kể từ lúc bốn người họ tập trung vào một chỗ. Thật ra Jojo muốn đề xuất một kế hoạch có thể xử lý trong một nốt nhạc. Tuy là tình địch giả vờ nhưng cậu sẽ tỏ tình với Banshee. Jojo thắc mắc nếu như Banshee cũng có tình cảm với cậu thì sao? Tuy nhiên Kamata không bận tâm một chút nào. Thật ra hôm nay cậu không có tỏ tình gì với Banshee cả. Lúc đầu cậu chỉ muốn tấm ảnh thôi chứ không có ý định giúp Banshee và Sun tiến đến với nhau. Với lại Jojo đã nhận ra Kamata đã nói dối từ ngay lúc đầu. Em ấy bảo mình đã cổ vũ cho đội bóng chày từ khán đài tầng thứ 3. Tuy nhiên khu dành cho trường 5 ở tầng 1 cơ. Kamata không cổ vũ cho đội bóng và cũng chẳng muốn vào trường này. Sự thật là em ấy cổ vũ cho trường cao trung Tosobu bên địch. Hina ngay lập tức xuất hiện vì đã tìm được thông tin của Kamata. Vào ngày thi đầu vào trường Tosobu thì em ấy đã bị cảm và trượt, vậy nên Kamata mới bắt buộc phải nhập học trường này. Với lại mục đích của Kamata là tìm bạn trai cho Banshee chứ không phải là ghép đôi. Đã thế Kamata còn cư xử như không quen biết Banshee trong khi cô ấy là đàn chị của mình. Lúc còn học trung học, Banshee đến trường bằng hình dạng thật của mình. Kamata cảm thấy không có vấn đề gì cả vì Banshee và Sun yêu thầm nhau. Tuy nhiên người mà Banshee yêu nhất trần đời đang đứng cạnh cô ấy. Jojo muốn Kamata giải thích rõ mọi chuyện thì em ấy chạy mất tiêu. Banshee cũng bảo cậu đừng giận vì em ấy tốt bụng nên mới che giấu. Banshee có một quá khứ không mấy vui vẻ kể cả việc ép mình phải có bạn trai. Còn về kế hoạch mà Kamata che giấu thì Banshee không kể ra đâu. Hina ngay lập tức ngăn lại vì thấy cả hai quá thân thiết. Jojo định chạy đi thì phát hiện Banshee đã lấy tấm ảnh nóng bỏng của Kamata. Thay vào đó, Banshee đã để lại một bức ảnh khác, mặc dù không quyến rũ nhưng cũng tạm được. Tập 11. Lúc này Jojo vừa đến lớp vừa ngắm tấm ảnh của Banshee. Đúng lúc này cô ấy đã chờ sẵn vì cậu đã giúp cô ngày hôm qua. Lúc sáng Banshee đã nói chuyện với Kamata và em ấy đã xin lỗi một cách rất dễ thương luôn. Đã vậy, Banshee còn chủ động tỏ ra thân thiết bảo rằng Jojo tiến tới luôn cũng được. Tuy nhiên Banshee chỉ đùa vui một chút thôi. Jojo không hiểu tại sao Banshee lại bị khủng lúc sáng sớm thì phát hiện cô ấy có mang tai nghe. Quả nhiên con nhỏ Kamata có hối hận gì đâu mà bày trò chơi cậu thôi. Đúng lúc này, Cosmos đi tới bảo rằng nhà trường đang định đóng cửa thư viện. Vấn đề không có người đến thư viện cũng đã lâu rồi. Chỉ có một cách duy nhất là phải có số lượng người tới thư viện cao hơn hiện tại gấp 10 lần. Himawari và Sun sẽ kêu gọi những người ở trong câu lạc bộ. Chihazu sẽ bảo lại với các học sinh ghé sang cửa hàng của mình. Đột nhiên mọi người lại nhìn vào Jojo với ánh mắt nghiêm túc. Có một sự thật đáng buồn là cậu không có bạn bè gì hết trội. Trên đường về nhà Jojo vô tình gặp lại Hazuki. Đây cũng chính là trợ thủ đắc lực mà cậu đang cần luôn đây này. Jojo kể lại tình hình và xin ý kiến từ cậu ta. Trường Hazuki cũng từng có vụ này nên có kế hoạch để giải quyết. Hôm nay Jojo cùng với Cosmos chờ Hazuki dẫn mình qua trường. Không ngờ cậu ta lại dẫn theo hai cô gái mà cậu từng được giúp đỡ trước đó.
Khi Jojo dẫn mọi người lên thư viện thì Banshee có vẻ rất sốc. Bọn họ quen biết nhau từ cấp 2 và có vẻ như không được ổn cho lắm. Cô gái tóc hồng tên là Momo, còn cô gái tóc xanh tên là Yuna. Jojo còn phát hiện ánh mắt của hai cô gái nhìn vào Hazuki có chút lạ. Đã vậy, người mà Hazuki thích không ngờ lại là Banshee. Đột nhiên Banshee lại cảm thấy sợ hãi và cố gắng trốn sau lưng của Jojo. Tuy nhiên bọn họ đã lên kế hoạch để cô ấy dẫn Hazuki đi tham quan trường. Cậu định đứng ra làm anh hùng giải cứu mỹ nhân thì cậu ta nhảy vào luôn. Đúng lúc này Yuna xuất hiện từ phía sau và hỏi xem Jojo có thích Banshee hay không. Cô ấy ngay lập tức rời đi khi cậu bảo không có. Tối hôm đó Yuna và Momo đột nhiên rủ cả bọn đi chơi riêng với nhau để Hazuki và Banshee đi về chung. Hina nhận ra được vấn đề nên đi lại rủ Banshee về nhà của mình để làm bài tập. Lúc này cả bọn vẫn ra ngoài nói chuyện và biết được Yuna và Momo đều thích Hazuki. Đã vậy bọn họ còn muốn nhờ Jojo làm mai Hazuki với Banshee. Momo và Yuna muốn gạt đi cảm xúc của mình để giúp người mình yêu có được hạnh phúc. Vì Jojo lúc chưa bảo không có thích Banshee nên bọn họ mới dám nhờ chuyện này đấy. Cậu cùng với Cosmos và Himawari đều từ chối vì tôn trọng cảm xúc của Banshee. Ngày hôm sau Jojo đến thư viện để nghe Banshee trình bày lại mọi chuyện. Hazuki đối với cô ấy giống như một con quỷ vậy. Vậy là Banshee phải cải trang như thế này chỉ vì trốn khỏi cậu ta đấy hả? Hồi cấp 2 Banshee rất nổi tiếng nên nhiều người xung quanh luôn suy nghĩ đen tối với những hành động mờ ám với cô ấy. Người duy nhất không thờ ơ với tình cảnh của Banshee và giúp đỡ chính là Hazuki. Nhờ có Hazuki và bạn bè của cậu ta nên Banshee không còn bị bu quanh nữa. Tuy nhiên Banshee không muốn Hazuki ở bên cạnh mình vì cậu ta còn một thiếu sót lớn. Hazuki không hiểu khí cạnh của cảm xúc con người. Lòng tốt của cậu ta đã vô tình làm hại mọi người xung quanh, đặc biệt là con gái. Vậy là cái bất ổn mà Jojo luôn cảm nhận được là từ Hazuki. Cảm xúc của người khác đã bị kìm hãm bởi tính ngay thẳng của cậu ta. Hồi cấp 2, những cô gái yêu thầm Hazuki luôn bảo Banshee chọn cậu ta và cố ép cô ấy làm bạn gái. Đương nhiên Banshee đã từ chối nhưng Hazuki đã tự chống lại cảm xúc của mình để bảo vệ cho cô ấy. Banshee hận Hazuki vì làm tổn thương người khác với lòng tốt của mình. Tuy nhiên Banshee không đủ can đảm nói ra điều đó vì bản thân vẫn còn nợ cậu ta rất nhiều. Jojo nghiêm túc hỏi thêm một lần nữa là Banshee có thật sự không muốn ở bên cạnh Hazuki hay không? Nếu đúng là vậy thì cậu sẽ làm gì đó giúp Banshee? Tập 12. Đã một tuần trôi qua và thư viện đã đông người hơn lúc trước. Bắt đầu từ sáng sớm thì nơi đó đã là nơi tụ tập cho các học sinh. Nhờ có Hazuki và hai cô gái bên cạnh đã giúp thư viện không còn bị đóng cửa. Vấn đề bây giờ là cậu ta cứ liên tục bám theo Banshee mỗi khi có thời gian rảnh. Jojo cũng muốn làm gì đó lắm nhưng hai người kia không có làm gì sai cả. Mọi người chỉ còn cách thay phiên nhau để tạo cơ hội cho Banshee tránh xa Hazuki. Chiều hôm đó, Jojo hỏi Hazuki rằng nếu như Banshee có bạn trai thì sao? Nếu Banshee có bạn trai thật thì cậu ta chỉ còn cách chúc mừng thôi. Jojo định nói chuyện với Banshee thì trùng hợp cô ấy cũng vậy. Thật ra Banshee và bạn thân của cậu đã bắt đầu hẹn hò với nhau rồi. Lúc trước Sun có bảo rằng nếu cậu ta đến được giải quốc gia thì muốn Banshee làm bạn gái của mình. Cô ấy đã đồng ý chuyện đó và cả hai đang bắt đầu hẹn hò. Banshee không có đủ mạnh mẽ đến mức dâng hiến mình cho một người không quan tâm đến cô. Vậy nên Banshee muốn Jojo không đến thư viện một thời gian vì cậu rất chướng mắt. Chiều hôm đó Jojo hẹn thằng bạn ở lại lớp để nói chuyện về Banshee. Là bạn thân với nhau thì đương nhiên cậu ta sẽ giúp đỡ lúc khó khăn. Nhờ có Hazuki mà thư viện đã được cứu và Sun cũng có được Banshee. Nhưng mà Sun vẫn nhờ cậu nữa đấy và cậu ta chỉ làm điều mình nên làm thôi. Kể từ ngày hôm đó Jojo không còn đến thư viện nữa. Mọi chuyện vẫn còn tốt vì xung quanh cậu vẫn còn những người bạn dễ thương xinh đẹp. Trong lúc giải lao đột nhiên Chihazu thắc mắc Jojo không đến thư viện nữa hay sao? Bây giờ chỉ có cậu mới cứu được Banshee khỏi Hazuki với hai cô gái kia thôi. Nếu như cậu muốn ở bên cạnh Banshee thì vẫn còn nhiều chuyện cậu nên làm đấy. Khi nhớ lại lời thằng bạn thân nói hôm bữa thì Jojo nhận ra vấn đề. Tuy nhiên Banshee đã bảo cậu không cần đến thư viện một thời gian nữa. Một thời gian chứ không có nghĩa là mãi mãi. Banshee lúc đó đã nói như vậy chỉ để bảo vệ Jojo khỏi rắc rối của mình mà thôi. Tối hôm đó Sa Sang Quan đã chờ Jojo ở bên ngoài. Dạo gần đây cô không còn thấy Jojo mất dạy nữa. Dù có chuyện gì xảy ra thì cậu cứ là chính mình là được rồi. Đừng có mà hiểu lầm đấy, không phải cô tới đây để gặp cậu hay gì đâu đấy. Đúng là khi yêu vào rồi thì ngốc cả thôi. Hôm nay Hazuki đã nói ra cảm xúc của mình và muốn Banshee trở thành bạn gái. Có vẻ như không có Jojo ở đây thì mọi chuyện cứ loạn lên nữa. Cậu đã tránh xa chỗ này một thời gian rồi nên hôm nay từ đến luôn. Quả nhiên Banshee là một cô gái thích được nuông chiều là dễ bị tổn thương. Roro muốn thách đấu với Hazuki và người thua sẽ bị phạt. Người thua sẽ tránh xa Banshee kể cả việc bắt chuyện với cô ấy. Cậu sẽ không để thằng nào khác tới gần Banshee đâu. Hazuki chấp nhận thách đấu một cách công bằng với cậu luôn. Luật chơi sẽ liên quan tới cái kẹp tóc mà Banshee hay dùng. Mỗi cô gái sẽ cầm kẹp tóc đưa cho Jojo hoặc Hazuki. Cái này giống như bầu chọn vậy nên ai nhiều hơn sẽ thắng. Thách đấu sẽ diễn ra cùng lúc với trận chung kết bóng chày. Nếu như trường bên nào thắng thì bên đó sẽ được tính thêm một điểm. Đây chính là kế hoạch mà Jojo dùng để chiếm lại quyền làm nhân vật chính. Cậu là người đưa ra luật chơi thì đương nhiên phần thắng cao hơn rồi.
bên Jojo có 4 người nên chắc chắn sẽ hơn bên kia dù có thua trận bóng chè đi nữa. Tuy nhiên Cosmos không nghĩ bên phía Hazuki sẽ bất lợi mà ngược lại nữa. Jojo không ngờ 3 người bọn họ đều đưa kẹp tóc cho Hazuki. Bọn họ cũng là đối thủ của Bashi thì làm sao bỏ qua cơ hội chiếm Jojo cho riêng mình được. Dù khởi đầu có bất lợi một chút nhưng cậu vẫn sẽ là người chiến thắng thôi. Tập cuối, đây là quá khứ giải ao làng năm ngoái. Jojo đang chờ bạn thân thì có một em sinh tươi ngực khủng đi tới bắt chuyện. Bashi có hứng thú nên muốn bắt chuyện với cậu. Jojo đang chờ bạn thân thì có bận chuyện gì đâu. Chỗ này hơi nóng nên Bashi muốn rủ Jojo tới chỗ khác nói chuyện. Tuy nhiên cậu không thể vì gái bỏ bạn, nhất là khi nó vừa thua trận bóng. Nếu có thể gặp lại thì Bashi muốn tạo nhiều kỷ niệm với Jojo. Ở trường hầu như cô ấy không có bạn bè gì cả nên rất cô đơn. Jojo hứa khi gặp lại sẽ tìm cho Bashi rất nhiều bạn thân luôn. Đừng nói chuyện cả ngày trời mà chẳng biết tên hay số điện thoại gì cả. Quay lại hiện tại, ba cô gái gồm Cosmos, Hima, Kwaji và Hina đều tỏ tình với Jojo và chờ câu trả lời từ cậu. Để trò chơi công bằng thì mỗi cô gái sẽ tự đưa ra luật chơi khác nhau. Có vẻ xung quanh Jojo bây giờ toàn là kẻ địch thôi. Đầu tiên mỗi cô gái chỉ được đưa một cái kẹp tóc. Một khi đã đưa rồi thì không thể thay đổi ý kiến. Trong thời hạn trận bóng kết thúc, tất cả 6 cô gái có mặt ở đây đều đưa hết thì kết thúc. Những cô gái chỉ có thể đưa kẹp tóc những nơi mà có mặt cả Jojo và Hazuki. Không được ép buộc trừ khi họ tự nguyện trao cho kẹp tóc mới tính. Luật chơi kiểu gì mà toàn nhắm vào cậu không thôi. Sáng hôm sau đột nhiên Hima Kwaji gọi cho Jojo rủ đi xem trận bóng. Cậu nhận ra bọn họ đang lên kế hoạch gì đó nên cậu chạy thẳng tới chỗ đó trước. Bây giờ là để họ kéo tới chỗ Hazuki là xác định thua. Jojo định đi trốn tiếp thì bị giữ lại. Vì bọn họ đã giúp trốn khỏi 3 cô gái kia nên cậu phải giúp em gái của anh ta bán hết số thịt hiện tại. Sau khi bán hết đống đồ thì Jojo tìm cách tiếp cận Bashi. Vì luật chơi không được ép buộc nên cậu chỉ còn cách năn nỉ cô ấy đưa cho mà thôi. Jojo phát hiện Hazuki đứng ở trên khán đài nên cậu tìm cách chuồn khỏi đó. Đúng lúc này một bé gái đi lạc khỏi người nhà nên cậu không thể đứng nhìn được. Jojo vừa giúp xong bé gái tìm chị thì Momo xuất hiện. Jojo liền dùng mọi lý do để dụ dỗ Momo đưa kẹp tóc cho mình. Cô ấy liền đưa bàn tay ra phía trước nhưng chẳng có gì cả. Momo định gọi cho Hazuki thì cậu chỉ còn cách giở trò biến thái để ngăn lại. Bây giờ cô ấy phải dọn bãi rác đó nên cậu chẳng lo lắng gì nữa rồi. Jojo vừa trốn khỏi chỗ đó thì lại chạm mặt với Hazuki. Cậu ta định gọi cho mọi người nhưng lại không có sóng nên đành đi lên khán đài. Cậu đang trốn trong nhà vệ sinh thì thấy một bé gái làm mất chìa khóa. Nhờ có Sasan qua và những cô bạn nên cậu nhanh chóng tìm lại được chìa khóa cho bé gái. Bọn họ vừa rời đi thì Yuna xuất hiện. Chưa kịp chạy đi thì bị Hima, Kwaji và Hina giữ chặt lại. Lúc này Hazuki cũng có mặt và trận đấu sẽ được bắt đầu. Tuy nhiên cậu ta muốn nói chuyện riêng với Jojo một lát trước khi diễn ra trận đấu. Hazuki muốn người thua không bao giờ đến gần và cũng không thể nói chuyện với cả bạn của Bashi. Cậu ta muốn Jojo phải mất đi tất cả. Bây giờ Hazuki muốn xóa toàn bộ hình ảnh của Bashi khỏi tâm trí của Jojo. Cậu là người có hai mặt thì đương nhiên cả Hazuki cũng như vậy. Nếu cậu ta thích thì Jojo sẽ chiều tới bến luôn. Lúc này mọi người đã tập trung đầy đủ và trận đấu giữa Jojo và Hazuki cũng được diễn ra. Trước khi bắt đầu, Cosmos muốn nói chuyện với Momo và Yuna. Cosmos muốn hai người họ đừng lợi dụng Bashi để từ bỏ tình yêu của mình. Trước đây Cosmos và Hima Kwaji có thích một người khác, nhưng sau đó cậu ta lại đề nghị Cosmos và Hima Kwaji tác thành cho cậu ta với Bashi. Vì không muốn bị ghét nên cả hai đã chấp nhận chuyện đó. Vậy nên Cosmos có thể nhận ra Momo và Yuna đang chối bỏ đi tình yêu của mình. Tất cả đều do Bashi, vì nếu không có cô ấy thì họ đã có thể tiếp tục tình yêu của mình rồi. Hima Kwaji liền ngăn lại vì lỗi là do bản thân đã không nói ra cảm xúc của mình. Cosmos và mọi người đã tỏ tình với Jojo rồi và hiện tại vẫn còn rất thân với nhau đấy thôi. Momo và Yuna liền nói ra cảm xúc của mình và bị từ chối. Tuy nhiên khi nói ra rồi thì tâm trí nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Momo quyết định đưa kẹp tóc cho Jojo, còn Yuna thì vẫn ủng hộ Hazuki. Tổng cộng có 7 cái và hiện tại cậu chỉ có một. Tuy nhiên trận đấu thật sự mới được bắt đầu. Đúng lúc này Chihazu đi tới và đưa cho cậu kẹp tóc của mình. Trong luật chơi không có nói giới hạn chỉ có 6 người có mặt ở đây. Cũng có nghĩa là chỉ cần đứa con gái nào cầm kẹp tóc cũng được tính hết. Jojo không chỉ thuyết phục Chihazu mà còn lấy lòng nhiều cô gái khác nữa. Lúc hai cô bé và một bạn nữ được giúp lúc nãy đi tới đưa cho Jojo kẹp tóc của mình. Cả Sasan qua cũng tiện đường đi qua đưa cho cậu thôi chứ đừng có hiểu lầm gì đấy. Thật ra từ ngay lúc đầu Hazuki đã cố tình thả Jojo để có thể nhìn ra kế hoạch này. Những cô gái từ trường của Hazuki đi tới và đưa cho cậu ta kẹp tóc của mình. Hiện tại Hazuki có tận 98 cái, là đấy chính là hào quang của nhân vật chính. Trận đấu sẽ kết thúc nếu như Bashi đưa ra kẹp tóc của mình. Hazuki định lại gần Bashi thì cậu ngăn lại ngay. Đúng lúc này trùng cuối cũng chịu xuất hiện. Sun đã nhờ toàn bộ cô gái cổ vũ cho đội bóng qua đây hết cả rồi. Trước khi tới đây Jojo có đi bán hàng rong nên đã tiếp cận Sun đầu tiên. Sau đó chỉ cần Bashi ở lại câu giờ giúp cho bọn họ tới kịp thôi. Trận đấu chỉ thật sự kết thúc khi cả 6 cô gái tham gia đều đưa ra kẹp tóc. Hiện tại Jojo và Hazuki đều bằng nhau vì cả hai có 98 cái kẹp tóc.
năm nay đội bóng của Sun đã giành chiến thắng nên phía Jojo được cộng thêm một cái. Đây chính là sức mạnh cũng tình đồng chí giữa cậu và bạn thân của mình. Sun cũng muốn Ban Si xem lời hứa trước đó như lời nói đùa giữa cả hai. Hazuki nghĩ rằng trận đấu vẫn chưa kết thúc, tuy nhiên chỉ cần Ban Si đưa ra thì trận đấu sẽ kết thúc ngay. Cũng không thể ép buộc người khác đưa cho mình, chỉ có thể trao kẹp tóc khi có mặt cả hai người thách đấu. Luật chơi bây giờ đều nhắm hết vào cậu ta, bây giờ người quyết định cuối cùng là Ban Si và Jojo tôn trọng quyết định của cô ấy. Ban Si tiến lại chỗ của Hazuki nhưng quay sang đưa nó cho Jojo và thổ lộ tình yêu với cậu. Người thua sẽ bị phạt và Hazuki không được bao giờ tiếp cận Ban Si nữa. Hazuki bất tỉnh luôn rồi nên hai người họ đành kéo ra khỏi nơi đó. Lúc này đám con gái vẫn còn chuyện giải quyết với nhau. Bọn họ đã tỏ tình với Jojo hết cả rồi nên cần nghe câu trả lời nữa. Jojo đi lại chỗ của Ban Si đáp lại tình yêu và muốn cô ấy trở thành bạn gái của mình. Ban Si đang vui mừng thì cậu đi qua chỗ của những người khác và cũng nói giống hệt vậy. Một khi đã chấp nhận là phải lập harem, đó chính là nhẫn đạo của cậu. Jojo sẽ dành một ngày để đi hẹn hò với mỗi người. Nghĩ lại thì vẫn còn thiếu một ngày nên cậu bảo Sasan qua tham gia vào ngày cuối cùng luôn. Tự nhiên các nhân vật nữ xung quanh cậu dần có xu hướng bạo lực. Cánh chị em cũng tời đi để một cục rác thải công nghiệp như cậu ngồi ở đó. Chihazu đã nhận ra toàn bộ kế hoạch của Jojo sau khi nghe lại mọi chuyện. Chỉ cần Jojo chọn một trong số họ thì mối quan hệ giữa họ sẽ tan vỡ. Sau đó Jojo lấy đống thịt từ chỗ của Chihazu tới chỗ lối ra chờ Sun tới. Mỗi lần cậu ta khóc sẽ thường chọn cổng phía nam để không ai thấy. Lúc này Sun muốn dùng lời hứa ở bể bơi để yêu cầu Jojo đi ăn cùng với mình. Thế là hai đồng chí ngồi ăn với nhau mặc cho các cô gái núp ở xung quanh nhìn thấy cảnh đó. Lúc đầu Himawari và Cosmos đều thích cậu ta nhưng khi nhận ra thì họ đã dần thích Jojo. Mọi người đều chấp nhận con người thật của Jojo. Ai cũng cự tuyệt cậu ta nhưng chỉ có Jojo là chấp nhận mình. Nếu được thì Sun thích một bé xinh đẹp chấp nhận mình hơn là thằng bạn. Tối hôm đó Ban Si đã chờ Jojo sẵn trên đường về. Vì có chuyện muốn nói với rác thải công nghiệp nên cô ấy mới phải chờ ở đây đấy. Ban Si muốn cảm ơn vì Jojo đã giữ lời hứa mà lúc cả hai mới gặp nhau. Cô ấy rất vui khi có được bạn bè cùng nhau ở thư viện mỗi ngày. Ban Si định đi về thì Jojo ngăn lại. Cậu định đi mua chút đồ ăn nên có thể hộ tống Ban Si đi về một đoạn. Nè, Jojo-kun. Ờ. Watashi ne. Anata no koto ga unto unto daisuki yo. Suki ga kirei desu ne.